Đây là tác hại của chuột đấy Cực kỳ là ghê gớm Xin chào tất cả quý bà con Hôm nay bộ phận kỹ thuật của công ty ADI tôi đang có mặt ở cái ruộng ngô Tại xã Hoàng Thành, huyện Hoàng Hóa của tỉnh Thanh Hóa Và đây là cái diện tích trồng ngô của một bác làm trang trại ở đây Nếu như chúng ta mà không phòng trừ chuột kịp thời đấy thì cái thiệt hại của con chuột phá hại cây ngô rất là lớn. Cây ngô này chúng ta có thể nhìn thấy ạ nó cắn đi rất là nhiều ạ mới thời điểm đây là cây ngô chưa chỗ cờ phun dâu mà đã bị cắn thế này còn nếu như sau khi mà chỗ cờ phun dâu xong ấy là cây ngô bắt đầu kết hạt ấy, thì chuột cắn rất là mạnh cho nên chúng ta phải có cái biện pháp mà phòng trừ chuột ngay từ ban đầu tức là trước khi cây ngô chỗ cờ phun dâu xin mời đồng chí hãy quay cận cảnh cho bà con biết đấy đúng không phá rất là là nhiều của một quý bà con này chúng ta nhìn thấy bởi vì uh, sao ạ cái răng chuột theo các nhà khoa học đấy là cái răng cửa trên uh, của chuột uh, mỗi một mọc ra có thể là dài vậy là 11,43 cm và răng cửa dưới là mọc khoảng độ 14,61 cm nên là nếu như chúng ta không phòng trừ kịp thời thì chuột nó cắn rất nhiều và ở ngoài đây thì ngoài vấn đề là chuột ăn là một phần nhưng mà chuột có thể là phá như vậy là chín phần nên là cắn rất khủng khiếp, thiệt hại rất nhiều cho bà con. nên chúng ta phải cần có những biện pháp phòng trừ tốt từ ban đầu và để phòng trừ thì cũng có hai cái biện pháp và quan trọng nhất đối với bà con. thứ nhất là thuốc bảo vệ thực vật và cái biện pháp thứ hai là bà con nên dùng cạm bẫy lồng hoặc là nói tóm lại là dùng những biện pháp cơ khí thì sẽ làm cái thiệt hại của cái ngô này ít hơn. đây này chúng ta nhìn thấy đấy bị rất nhiều đấy.